cho phép Thu Hường cùng với nữ ca sĩ Bích Ngọc sau hai điểm hẹn Phương Thủy cùng các nghệ sĩ múa của nhà hát ca múa nhạc Công an Nhân dân dành tặng đến cho quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, bài hát được mang tên Ngọn Lửa Trái Tim. Quý vị rất nhiều.